Trời Nhi. Ơi Nhi về rồi hả? Uống miếng nước cho mát nha Nhi. Bộ bà hết đồ bọn người đó anh. Anh Minh nói là anh Minh thích con gái mặc đồ giản dị, nhưng mà hôm nay anh Minh dắt người yêu về, Thanh không thể nào thua được, cho nên Thanh phải chọn bộ đồ này là thích hợp nhất, vừa giản dị vừa lộng lẫy. Chứ không phải là bận cái đầm này lên vậy. Bà chờ, bà trầu trực cái cơ hội ông Minh mà sơ hở một cái là bà làm đám cưới ông Minh liền, phải không? Bà làm đám cưới với ông luôn chứ gì? Tuyệt vời. Sao tôi không nghĩ ra cái chuyện đó nha? Có cái giấy đăng ký kết hôn, người ta có ship tận nhà được không Nhi? Tôi sợ bà lắm rồi đó Thanh. Thôi thôi được rồi, Nhi lại đây, ngồi xuống cho đỡ mệt nè. Cái chuyện này cũng bình thường thôi Nhi à. Không phải tôi, không phải. Nhi, Nhi đứng lên đi. Nhi ngồi xuống. Cái gì đây cần cơm nè. Bà rảnh đúng không hả bà Thanh? Bà gài tôi hả? Bà làm gì vậy? Không phải. Cái này là để dùng cho người yêu của anh Minh. Thực ra Thanh chỉ muốn dùng Nhi để thử coi nó hiệu quả thế nào. Là sao? Anh Minh nói người yêu của anh Minh là một người hoàn hảo. Thanh sẽ cho người yêu của anh Minh hoa thơm, thành hoa thú. Chứ có dùng thủ đoạn thì mới thắng được. Bà hiểu không? Thanh ơi, sao tự nhiên hôm nay bà thiếu tự tin về bản thân mình quá vậy? Không có giống bà bình thường chút xíu nào hết. Từ khi mà yêu anh Minh, tôi thay đổi dữ lắm. Chắc như mệt rồi đúng không? Nhi uống miếng nước đi. Càng ngày tôi càng sợ bà lắm luôn á nha bà Thanh. Mấy cam gì thấy gớm vậy? Nước cam trộn với lại muối ớt. Dạ. Cái này dùng cho người yêu anh Minh. Ngày hôm nay, người yêu của anh Minh từ hoa tươi sẽ trở thành hoa thúi trong tay của tôi. Anh Minh tới. Bà nhìn tôi đi. Tôi ổn chứ? Ổn. Cái nơ này nó hơi bự quá phải không? Thôi được rồi. Đẹp. Chính ra Nhi à? À, tôi xin lỗi. Ủa anh Minh, hôm bữa anh nói là anh dẫn bạn gái anh tới mà bạn gái anh không đi nữa hả? Bạn gái anh tới rồi, đang lên. Em chào anh. Xin giới thiệu với hai em, đây là Hoa, người yêu của anh. Anh Minh. Em nghĩ là anh thích hoa hồng, hoa lan, hoa lài. Tại sao anh lại đi thích hoa cẩm tú cầu? Đúng rồi, anh rất thích hoa cẩm tú cầu. Nó vừa to to, nó bự bự mà nó tròn tròn nữa. Không sao, không sao. Không phải, không phải. Mỗi người đều có một nhu cầu. Nhu cầu gì chứ? Em sao vậy? Em không sao. Tuyệt vời.